mà xè. Canh chua nữa. Tôi đang thêm thịt thì bỏ thịt kia, thêm ra thì bỏ đậu phộng tươi, đậu fresh. Lâu cho món đúng rồi. Tỏi ăn củ phiệu đi chua nhai nghe cực 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 giòn ha. Thấy cái thịt bò mềm không? Mềm hả? Lâu rồi chứ ăn bún bò xào mà. Nãy mình nuôi le nhiều lắm. Kêu nhóc coi nó có ra ăn không? Hết sảy và bảy ha. Còn được cái chén canh chua bonus nữa. Trăm điểm. Ú, đã vậy. Sung sướng rồi. Trời ơi. Nấu ăn mà được 100 điểm rồi. Lúc nào cũng được 100 điểm là sướng. Cũng khôn chứ. Lúc nào cũng ngon nấu. Nấu cho ăn hoài luôn ha. Bún bò xào xả ớt. Nhiều bỏ nhiều tỏi, nhiều xả. Xả tươi. Rất là nhiều tỏi. Là quan trọng cái món nước mắm. Nước mắm lúc nào cũng quan trọng cho nên là ok lá